Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Thần Hóng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ review một số cái món liên quan đến gọi là nhà thông minh anh em. Ở đây thì mình có một cái bộ sản phẩm có mấy món mà sử dụng cho Smart Home ấy. Hôm nay thì mình sẽ review thử xem nó như nào nhá, ok. Mấy cái sản phẩm này thì thời gian trước khoảng tầm 2-3 năm trở lại đây thì nó rất là hot nha anh em. Bây giờ thì nó cũng rất là hot luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình có dịp tiếp cận những cái sản phẩm này. Thì ở đây mình có 4 món nhưng mà thực ra chỉ có 3 món liên quan chính tới là Smart Home anh em. Một tủ sóc là gia dụng Fantasy. Đầu tiên chính là một cái bộ điều khiển từ xa đối với quạt anh em. Tức là với cái điều khiển này thì mình sẽ điều khiển được quạt mà ví dụ mình không cần phải chạm trực tiếp vào quạt để mình có thể tắt mở quạt nhé. Đây sẽ đổi đầu nối này. Đây là một cái mạch lắp trong quạt. Đó, mình có thể lắp quạt cây, quạt bàn, quạt gì được. Mà đại khái là nó sẽ điều khiển từ xa. Đó. Đây là video của sóc bộ quay này. Đây là cái mạch để đấu nối nhé. Cái này thì mình sẽ làm video chi tiết. Hôm nay mới chỉ gọi là review kiểm hàng thôi. Đây. Bộ này chúng ta sẽ có là một điều khiển một mạch. Và điều khiển này thì nó đã tích hợp sẵn tiếng Việt nhá. Có tiếng Việt ở trên cái điều khiển thôi. Còn mạch thì nó điện tử thôi. Đó. SQK Fan 02. Giá thì là 32.000 một bộ này nhá. Bộ này chúng ta sẽ có là một mạch và một điều khiển và chưa có pin. Đó, để đấu nối này, có sơ đồ luôn. Họ bán cũng khá là nhiều. Đây, công suất là 100W dùng cho quạt. Đó, ok. Cái này thì lâu rồi, này mình thấy từ hồi mấy năm trước đã có rồi. Tiếp theo là một cái cân tiểu ly bổ túi ấy. Đây, cái cân này thì ra thì nó cũng không liên quan lắm đến Smart Home đâu. Mình mua tiện trong lần mình mua thôi. Thì đây là một cái cân mà mình có thể cân ở mức là 0.01g nhá. Trước đây thì cân scale này, kitchen scale mình có làm một tập rồi mà. Mua một cái cân nhưng mà cân đấy nó cân đến 10 cân, cân điện tử nhé. Nhưng mà nó lại không cân được đến mức là 0.01g. Đó. Cái này thì nó là cân tiểu ly. Đó. Mình có thể cân linh kiện này, cân các cái dạng bột này, bột nọ, bột chai này, hoặc là cân trang sức. Đó. Anh em là tin hoàn sẽ dùng cái này nhiều, cân vàng bạc ấy. Đó. Còn bột thì anh em cân bột gì đấy thì cân. Giá là 59.000 nhá. Và con này thì nó chỉ cân được tối đa là 2 lạng thôi, và có một điều là khi sử dụng cái cân này thì anh lưu nhá. Mình cân chú ý đến trọng lượng nhá. 2 lạng thì mình nên cân những cái nào dưới 2 lạng thôi, còn cân quá thì nó sẽ bị hỏng cân đi anh em. Nó bị đứt cân đấy. Đó, đây. Tặng kèm luôn cả hai pin AA. Đó. Tích hợp các sản phẩm nhẹ độ chính xác cao. Đó. Cân tiểu ly này thì mình mua để làm thí nghiệm anh em. Mình cân nữa. Tặng cân hóa chất các kiểu mình sẽ cân định lượng ấy. Cái này nó rất là chính xác. Chính xác tới 0.01g nhá. Nó cân được nhỏ nhất là 0.01g. Cân đấy rất hay và giá nó cũng rất là đắt, 89.000. Tiếp theo đây là đây mới là hai cái bộ chính của Smart Home này. Đó là một cái công tắc của Trung Quốc à? Một cái công tắc điều khiển từ xa luôn, sử dụng sóng là RF433 nhé, sử dụng sóng tần số đấy. Đấy, mình cắm cái dây điện vào cái mạch này và mình sẽ dùng cái công tắc để điều khiển tắt mở cái đèn này nhá, tất nhiên là qua cái mạch này. Đó, ấn phát là mở này, ấn phát là tắt này. Đó. Và đặc biệt là cái này nó có tích hợp là cả học lệnh nhé, tức là một cái mạch này mình có thể dùng cho nhiều các loại điều khiển. Đó. Cái bộ vừa rồi như là bộ khác ấy ạ. Cái bộ mua là bộ này cơ. Nó có cái remote giống cái remote của cái ô tô đó. Và smart key ấy. Thì nó sẽ có 4 chân, chúng ta sẽ có 2 chân nguồn điện AC vào và 2 chân nguồn điện AC ra nhé. Sử dụng điện AC thì không cần phân cực đó. Mình có thể con này thì nó chịu tải khá là cao nhé, đến 3000W với bóng đèn. Và nó công suất của nó là 30A thôi, mình có thể điều khiển máy bơm, quạt các kiểu anh em. Đó, tất nhiên là dưới 30A thôi. Đấy. Đó, bơm, tủ điện này, quạt rồi máy sục khí, bóng đèn rồi hệ thống phun nước các kiểu. Và đặc biệt nó là điều khiển từ xa. Đó. Trong này thì nó có một dơ le các kiểu, lại tủ điện người ta cũng chụp luôn cho cả bên trong này, có cái anten nhận này. Cái bộ này thì rất là hot mấy năm trước nhỉ, 2-3 năm trước rất là hot. Bây giờ thì nó cũng rẻ và nó cũng nhiều nơi bán ấy. Thì cái bộ này là nặng 65.000 nhá. Bộ này chúng ta sẽ có là một cái mạch này, là cái bộ này bộ nhận tín hiệu này, và một công tắc thì chúng ta sẽ có là công tắc on off hay nút và kèm kèm là cái móc khóa nhá. Đấy. Thông số của nó thì mình nói luôn trong clip rồi. Chúng ta sẽ có là điện thì đường điện AC nhá, xoay chiều từ 60 đến 264V, tức là điện 110 vẫn dùng được nhá. Zone là 3A. Tức là con zone này nó chịu tải 3A, con zone xanh xanh này. Đó, con zone này là con zone trong ở bếp thư ok, máy hàn hay máy điện tử hay dùng con zone này. Đó. Và cái điều khiển thì nó dùng pin là CR2016 nhá. 2016 là cái pin lại siêu nhỏ như này. Có 2032 thì nó dày hơn 2016 nhỏ như này. 2 thì nó gấp đôi. Đó. Tùy anh em lắp lại được. Không quan trọng. Đấy, tặng kèm remote. Đó. Và cái điều khiển này thì nó có học được cả lệnh nhá. Đó. Và một cái bộ cái này thì nó nhận được tối đa là 10 cái điều khiển. Đó. Và phạm vi của cái này không dây ý, thì nó sẽ được khoảng 100m nếu mà mình đứng kiểu không có vật cản ấy. Còn nếu anh đứng từ trên gác xuống đến trên tầng có tường ấy thì nó chỉ tầm 30-40m thôi. Đó. Cái này phù hợp anh em mà sử điều hòa, sử dụng máy bơm để sụp cái dàn lạnh ấy thì rất là tiện. Đó. Cái này mình cũng thấy rất là hữu ích này. Còn tất nhiên thì nó cũng có cái loại mà dùng đến 1km nhá, nó cũng rất nhiều. Và đặc biệt là cái mạch này thì nó có thể sử dụng được các loại điều khiển nhá anh em, nghĩa là điều khiển có phát ra được cái mức tần số là 433Hz này. Đó. Dùng nhiều loại điều khiển. Rồi, và sản phẩm cuối cùng liên quan smartphone đó chính là một công tắc wifi. Cái con kia ấy, thì nó là bộ điều khiển cũng không dây nhưng mà nó sẽ có một đầu thu và một đầu bấm. Thằng này thì nó chỉ có một cái mạch thôi và mình sẽ điều khiển bằng điện thoại. Và đặc biệt nữa là mình điều khiển qua wifi, nghĩa là không cần phải có, nó sẽ không có giới hạn khoảng cách mà nó chỉ cần có kết nối mạng thôi. Nó sẽ rộng hơn cái kia. Và giá tiền thì thằng này nó sẽ đắt hơn 2.000 thôi anh ạ.
Nhưng mà con này có một điểm là cái dòng của nó chịu tải nó sẽ thấp hơn, con này chịu tải nó chỉ chịu được 10A thôi nhá. Con kia thì nó chịu tải lên tới là 30A tại vì nó không dư le. Đó. Còn thằng này thì nó chịu tải 10A thôi, như vậy nó sẽ chỉ phù hợp với bóng đèn hoặc quạt thôi nhá. Những thiết bị yếu yếu tải thôi. Cái này chủ yếu là người ta sẽ dùng kiểu đèn là chính ấy. Kiểu tắt mở đèn của các cái cảm biến ấy. Để chống trộm mà đèn đấy. Còn nó mà tải nặng như là bơm thì mình thấy nó hơi yếu nhá. Đó, anh em hiểu không? Đấy, 10A dùng qua internet và mình sẽ dùng qua app nhá. Cài một cái app smart smart cái gì? Quên mất tên, không nhớ smart gì. App smart đây, nó có hướng dẫn sử dụng đây. Sử dụng Amazon hoặc Google Echo Smart Home ứng dụng của nó thôi. Rồi, tổng đơn hàng hết là 178.000 nhá. Mình cũng có mã giảm giá ở cái đơn này. Giảm 25.000 thì phải. Đó. Rồi bây giờ thì sẽ ra để kiểm hàng. Đây Shopee Fest này. Cái shop này ở Cầu Giấy nhá. Không đọc, tại vì mình thanh toán bằng ShopeePay thì nhận được giảm nhiều tiền hơn đấy. Xem chất lượng sản phẩm thế nào. Đây, sản phẩm đây. Đây. 4 hộp luôn anh ạ. Chắc là đủ rồi. Rồi, mình sẽ kiểm đầu tiên là con này đi. Con này là cái bộ công tắc và mạch điều khiển quạt không dây luôn. Smart home. Cái này chuyển tàu nhé, KTX, KTX, PCP, tàn tiếng Trung thôi anh ạ. Tàn tiếng Trung thôi. Nên là mình cũng không hiểu lắm thông số đâu đây. Tàn tiếng Trung đây, cái mạch của nó này. Bên trong chúng ta sẽ có là một mạch và một remote. Đây, mạch của nó đây. Nó sẽ có một cái mắt nhận hồng ngoại này. Đó. Con này dùng hồng ngoại. Đây cái mạch của nó nhìn đơn giản vậy, mà cái mạch này thì khác ở trên này nhá. Con này mình thấy nó dùng nhiều con phép mà con này lại toàn dùng chassis to thôi nhỉ. Còn tụ này, nhìn mạch rất đơn giản thôi, có một con IC này. Đấy, tụ cốm này, tụ kẹo này, con này để cho công suất này. Một con lại lọc nhiễu này, cầu domino này. Có hai cầu domino, cầu này để cắm cái này để cắm điện vào hay sao, còn đây là cắm công tắc này, số. Còn đây là còi. Đằng sau thì nó cũng có linh kiện này, dán này. Được, giá 32.000. Rồi, chúng ta sẽ có một cái điều khiển đây này. Nó ở phía khóa là cái điều khiển này có tiếng Việt thôi, nhưng mà chúng ta nghĩ là người ta dán lại cái này thôi mà cũng có gì đâu. Người ta dán lại cái này thôi. Có bật tắt này, thời gian này, lắc gió tắt, đèn tắt này, cái quy cao 02. Nhìn này, ở trong giá công vậy. Bộ này chắc không có pin đâu anh em, bộ này không có pin. 32.000 sẽ có là một điều khiển, một mạch. Hết. Rồi, bộ tiếp theo. Ồ, bộ này chính là bộ điều khiển từ xa không dây đây. Bộ điều khiển 100m. Bộ này chúng ta sẽ có là một cái khóa và một cái công tắc. Công tắc này thì người ta lắp sạc pin rồi thì phải. Đúng rồi. Cái này thì cái bộ mua sẵn rồi thì cái này nó đã gắn với cái này rồi, nên là mình không thể điều khiển nhà hàng xóm được nhá. Có sạc pin rồi. Khá là nhẹ, nhìn rất là đẹp. Nhìn giống công tắc ô tô vậy. Bên trong này sẽ có một cái hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn, rất là dễ cho mọi người có thể sử dụng. Tốt. Một tổ cái hộp nó như cắt tông thôi nhẹ. Đây, cái mạch. Cái mạch này thì sử dụng là điện 220 nhá. Mạch này thì cái này nó có một cái màn hình giữa mạch, cái này một cái là cái ấy thôi. Có một cầu đấu này. Cầu đấu dây. Mở cái gì ta? Chưa biết mở cái gì luôn anh ạ. Rồi kia bên đây, anten của nó này. Chỗ này thì nó có cái đèn led. Cái đèn led này dùng để mình khi mà muốn thay những cái điều khiển khác ấy, thì mình sẽ ấn cái công tắc này, nó sẽ có một cái lệnh nhá. Mình ấn cái này là mình nhớ là mình ấn 3 lần thì là mình sẽ làm được công tắc 2 nút. Còn mình ấn 2 lần mình chỉ làm được công tắc 1 nút thôi. Tức là nhấn vào nhả, nhấn vào nhả. Còn nếu mà ấn 3 lần thì nó sẽ cái này. Cái này mình sẽ làm video sau nhá. Cái bộ này thì nó không có công tắc nhá, tức là bắt buộc phải tắt trên cái này. Nhiều bộ nó sẽ có công tắc trên này là mình muốn tắt mà không mất điều khiển đấy. Mình sẽ ở đây không thì mình phải rút điện nhá, không sao. Được, hai nút tháo đây. Con này thì nó sử dụng luôn điện là AC 220 nhá, điện lưới bình thường. 65.000, còn bộ này là 65.000. Rồi, tiếp theo là một con smart switch. Con này cũng là trong bộ nhà thông minh đây. Con này sẽ có một cái miếng băng dính này, một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh rất là đầy đủ luôn. Linh tài áp các kiểu. Con này là smart switch này, nó dùng tiêu chuẩn là IEEE 802.11b là wifi này. Cái điện áp là sử dụng điện áp từ 85V đến 240V, tải mắc là 10A nhá. Thế là 10A thì nó cũng hơi yếu nhỉ. 10A thì dùng cho đèn qua thôi chứ không dùng cho bơm biết được. Đầu vào này, input của ra này, vào 220, ra 220. Ở đây nó không có công tắc on off này. Mình muốn tắt bằng tay thì mình sẽ ấn cái này. Đó, nhiều khi mất mạng ấy, nó sẽ đổ cái này. Rồi, ok. Nó không như thằng này thì không có công tắc. Cái bộ nó chỉ có thế này thôi. Và một con vít, hai con vít để mình găm vào tường này. Một cái miếng dán để mình dán vào tường, không muốn dán thì nghe mất hít. Một sẽ dẫn. Bộ này là 67.000 nhá. Bộ này 67.000 và mình sẽ điều khiển bằng app trên điện thoại smartphone. Đó. Và kết nối qua là wifi nhá. Đó. Con này thì nó sẽ phạm vi nó xa hơn con này. Con này phạm vi của nó chỉ có giới hạn là 100m thôi. Còn nếu có tường thì nó chỉ sử dụng 34m. Con này thì có mạng là quất rồi. Đó. Và con cuối cùng là cái bộ này. Bộ này là cân điện tử. À cân tiểu ly. Là bộ cân tiểu ly. Cân được nó đến mức là nó cân được 0.01g nhá. Sẽ phù hợp với mọi người cân vàng bạc trang sức hoặc là cân hóa chất hoặc là cân mình đo kiểm những cái chính xác đến 0.01g ấy. Bộ này xem có gì nào. Bộ này nhìn có cho pin sao? Bộ này cho 2 pin. Được, bộ này cho 2 pin luôn. Power cell China này.
thì nhà chị cũng là tin giống bản thân mà. Nhưng mà hộp nhìn khá là đẹp nhá. Cái này nó chưa tích này. Đây, con này nó sẽ cân được 200 g. Có loại 100 g này, 200 g, 300 g, 500 g. Thực ra tiểu ly mình chỉ cần cân một lạng trở xuống thôi chứ không cần cân nhiều gì. Đây, máy. Có một sách hướng dẫn sử dụng. Đó, một sách hướng dẫn sử dụng. Đây, nhìn rất là đẹp, nhìn như một cái điện thoại. Đây, tắt lại pin này. Lắp hai viên pin này. Đây, trọng lượng nó đây, cân lúc này. Trong này thì à, nó mở cái màn hình, nó có một cái nắp. Không phải che màn hình mà nó che để cái cân này nó rất hay bị kiểu quá tải, nó bị đứt mất cái cáp này này. Cái lò xo cân này, chẳng anh em mà con này chỉ được 200 g mà mình cân 1 cân mà chẳng hạn thì nó đè vào lực, nó dẫn đến là nó bị ép lò xo, và cái lò xo nó không đàn hồi được. Dẫn đến nó bị cân sai nên người ta phải làm thêm một cái này. Và có cái hướng dẫn hướng dẫn luôn ở trên này. Đó. Con này thì nó có một nút tắt M T, chả biết làm cái gì. Đây, cái tự copy để lắp thử trên này xem nào. Nó lên 000 hay là mình tắt đi vào lại, tắt đi vào lại đó. À, lên đây rồi, thì mình sẽ cân từng miếng này xem là bao nhiêu gram nhé. Cái miếng này, miếng xốp này thôi mà nó là 0.24 g nhá, nó sẽ cân được rất là nhỏ luôn. Cái này thì nặng này, cái này là 2.44 g nhỏ rồi. Còn mình không nên cân những cái nặng như này nhá, chỉ cân dưới là 2 lạng trở xuống thì mình cân cái nắp của nó này. Cái nắp cũng là 9 g rồi đó. Còn hai cái nút mờ này mình không, cái này cân bắt buộc phải để dưới đất sao ấy, không được cầm lên nó bị nhảy, cầm lên nó bị sai số nhá. Rồi à, nó đổ sang chế độ là cân CT, cân OZ, cân OZT, cân DWT, cân TL, cân GL, chả biết đây là những đơn vị cân của nó ấy ạ. Đây, cái này chắc là không rõ. Ồ, mình tắt đi, nó vẫn lưu lại chế độ là ấy nhá, cân mèo gam thôi, 0.27 đó. Cái loại cân này nó cân rất là chính xác rồi. Tại sai lệch thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ anh ạ. Vàng thế mà mình cân lệch cái thì thôi móng. Nhưng mà cái loại này mình nghĩ là cũng loại không phải là loại xịn lắm đâu, cũng gọi là cân được thôi nhá. Đấy, dùng xong thì mình đậy cái nắp này vào. Cái nắp này của nó cũng khá là quan trọng đấy, tại vì trong trường hợp mà mình bỏ túi mình đè những gì nặng lên, cái này nó dẫn đến nó bị lệch, nó sẽ nó cân sai nhá. Rồi tổng kết lại với 4 món liên quan đến smart home nhà thông minh thì chúng ta sẽ có là một cái bộ mạch và điều khiển quạt từ xa, một cái bộ điều khiển thiết bị trong vòng bán kính 100 m, công suất cao, công suất lên tới là 300 W ấy, 300 W 30A, và một thiết bị điều khiển cũng từ xa wifi dành cho nhà thông minh. Cái này dùng thiết bị lên tới là 10A nhé, công suất là 10A, và một sản phẩm là cân tiểu ly có thể cân được những mức siêu nhỏ 0.01 g. Rồi nói chung là mình test thử thấy ok, còn cái này thì mình phải cài đặt thôi, mình chưa thử được, cái này phải lắp pin mà thử rồi.